Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mobile City. Như các bạn cũng biết thì thương hiệu Xiaomi rất nổi tiếng đúng không? Cộng đồng người sử dụng rất đông đảo và thương hiệu này thì cũng có rất nhiều dòng khác nhau các bạn nhé. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Phong Trần này. Bên dòng Xiaomi có những dòng máy nào chơi game tốt nhất anh? Ok, cho một số bạn chưa biết nha thì Backsack chính là một dòng con của Xiaomi luôn. Mà đây sẽ là một cái dòng chuyên về gaming, vậy nên hiển nhiên Backsack sẽ là một cái dòng mà chơi game ngon nhất của nhà Xiaomi. Các bạn cứ để ý mà xem, cùng một con chip, cùng một cấu hình thì thường là dòng Backsack ấy sẽ mạnh nhất trong phân khúc. Mình ví dụ có chiếc Backsack 4 này hay là 4S và 5 thì đều sẽ là những chiếc máy sử dụng con chip Snapdragon 870 mạnh nhất thế giới. Hay là Backsack 5 RS này, Snapdragon 888+ cũng cực kỳ mạnh luôn. Lý do thì đơn giản thôi, đây là dòng gaming phone, tản nhiệt rất tốt cộng với cả sẽ không bị bóp hiệu năng. Ngoài ra thì Backsack sẽ có rất nhiều tính năng hỗ trợ các bạn chơi game. Ví dụ là máy sẽ có hai phím truy cập vật lý này, bấm cực kỳ sướng luôn. Rồi trong cái phần Sack Space thì các bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều về đồ họa của game nhá. Các dòng còn lại của Xiaomi thì mình thấy là 99,9% là đều sẽ bị bóp hiệu năng. Nếu mà để chọn ra dòng nào ok nhất ngoài Backsack thì theo mình sẽ là dòng Poco. Mình thấy khá ổn tại vì trước đây thì mình có test qua một vài máy rồi. Ví dụ như chiếc Poco F3 này, cũng là con chip Snapdragon 870, giống hệt so với cả chiếc Redmi K40. Nhưng mà chiếc K40 thì khi chơi game nặng ấy, các bạn sẽ bị lock FPS, lock lên lock xuống luôn. Trong khi với chiếc Poco F4 thì không bị nha, rất khó hiểu. Tất nhiên là hiệu năng thì có bị bóp một chút, tại vì cái biểu đồ FPS thì cũng gập ghềnh khá nhiều. Nhưng mà quan trọng là không bị lock. Đó. Với Poco thì mình thấy là các bạn mua về ấy, chiến game rất là ổn. Còn với các dòng máy Xiaomi khác thì để mà chơi ngon ấy, các bạn sẽ phải biết mẹo sau. Đó là trong máy có hai cái app Joy Share cộng với cả Battery and Performance thì các bạn tối thiểu nha phải xóa cái Joy Share đi. Đó. Khi này thì hiệu năng của máy sẽ mạnh hơn tương đối nhiều và các bạn sẽ không bị bóp hiệu năng nữa. Nhưng mà đánh đổi lại thì máy của các bạn sẽ nóng hơn này cộng với cả hao pin hơn. Đó, phải chấp nhận thôi. Cách để mà xóa cái Joy Share này thì trên kênh của mình có video hướng dẫn rồi nha. Các bạn có thể xem lại. Khi mà xóa Joy Share đi thì mình thấy các máy Xiaomi chơi game đều như nhau, đều rất là ok. Nhưng mà bạn cũng cần phải lưu ý ném mấy cái con chip nóng ra. Ví dụ như Redmi K40 Pro này hay là Xiaomi 12, 12 Pro. Với con chip Snapdragon 888 và Snapdragon 8 Gen 1 ý, nếu mà các bạn xóa Joy Share thì nóng lên cực kỳ nhanh luôn. Còn không xóa thì lại bị lock FPS. Đó, ném mấy con đấy ra nhá. Ok, chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn, chắc là Hào Nguyễn. Anh ơi, có máy nào dưới 8 triệu chơi được Genshin 60 FPS cực thấp? Chúc anh một ngày vui vẻ. Cảm ơn rất nhiều. Yêu cầu của bạn đơn giản quá, tại vì dưới 8 triệu có rất nhiều máy chơi được Genshin Impact 60 FPS cực thấp nha. Thì mình sẽ chia thành hai trường hợp nha. Trường hợp đầu tiên với hàng sách tay thì ngon nhất sẽ là chiếc Realme GT Neo 3. Trên kênh của mình thì cũng có quá nhiều video về chiếc máy này rồi, test game các kiểu, đủ trường hợp luôn nha. Hiệu năng của máy thuộc dạng là vô địch tầm giá dưới 8 triệu, thậm chí là chơi Genshin Impact max setting cũng được, chứ đừng nói là chơi cực thấp nha. Nhưng mà tất nhiên, khi các bạn chơi max setting thì FPS sẽ không quá ngon đâu, gọi là chơi ổn thôi. Để mà chơi ngon nhất thì mình khuyên các bạn nên chơi mức trung bình thôi nhá. Đồ họa vẫn đẹp mà cộng với cả FPS ổn định. Những trang bị của chiếc Neo 3 thì chắc không cần nói quá nhiều nhỉ. Màn hình quá xuất sắc, hai loa stereo, âm lượng to, chất âm tốt, loa trên và dưới đều nhau không bị lệch này. Pin của máy thì có hai phiên bản, một phiên bản pin 4500 và một phiên bản pin 5000. Tùy bạn chọn, em 5000 thì sạc sẽ kém hơn một chút. Chuyển sang trường hợp thứ hai, nếu bạn cần một chiếc máy chính hãng thì tốt nhất tầm giá dưới 8 triệu theo mình sẽ là chiếc Poco F3. Như mình nói ở câu hỏi 1 thì chiếc máy này nhá, khi mà các bạn chơi game nặng sẽ không bị lock FPS đó, ít nhất là với trường hợp của mình. Và với con chip Snapdragon 870 thì cần tốt Genshin Impact chơi cực thấp, thậm chí là mình thấy chơi trung bình cũng rất là ổn áp nha. FPS không quá cao nhưng mà chơi được. Những trang bị khác của chiếc Poco F3 thì cũng quá là thoải mái cho bạn chơi Genshin rồi. Màn hình E4 AMOLED của Samsung này cực kỳ đẹp. Hai loa stereo, pin thì 4500, ổn áp cộng với cả sạc nhanh 33W. Đó, thì tùy xem là trường hợp bạn cần mua sách tay hay là chính hãng, chọn một trong hai nha. Đến với câu hỏi thứ ba của bạn Tùng Smile GG. Em đang có tầm 7 triệu phân vân giữa Dimensity 8100 trên Redmi Note 11T Pro và Snapdragon 870 trên Redmi K40S. Nhu cầu của em là chơi ổn định Genshin ngon, lâu dài tầm 4 năm, có sò lạnh. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, trong trường hợp này của bạn thì mình sẽ thiên về chiếc Redmi K40S hơn nha. Mặc dù là theo lý thuyết ấy, thì con chip Dimensity 8100 của chiếc Redmi Note 11T Pro sẽ mạnh hơn Snapdragon 870 một chút. Nhưng mà trên chiếc máy này thì chúng ta sẽ bị bóp khá là mạnh tay. Nếu mà bạn chơi về mà không biết mẹo ấy, chơi Genshin cực kỳ chán luôn. Một là lock FPS này, hai là bị tụt giảm rất là nghiêm trọng. Chỉ khi các bạn xóa cái app Joy Share đi thì nó sẽ đỡ hơn. Chơi tương đối ổn nhưng mà cũng không quá mạnh nhá.
Mỗi tội điểm trừ cực lớn của chiếc Redmi Note 11T Pro thì là về màn hình. Em này sẽ chỉ có tấm nền là IPS LCD mà thôi. Với những người như mình đã từng dùng qua AMOLED với cả OLED ấy, rất khó để mà quay trở lại IPS LCD. Thực sự là hình ảnh nó sẽ không thể so sánh được bằng so với cả chiếc Redmi K40S. Em K40S chúng ta sẽ có tấm nền E4 AMOLED của Samsung này, rất chất lượng nha. Mình biết là với chiếc Redmi K40S thì khả năng tản nhiệt sẽ kém hơn hẳn luôn. Đây sẽ là một chiếc máy cực kỳ mỏng. Nhưng mà bạn có ghi trong câu hỏi là bạn có dùng sò lạnh thì ok luôn. Khi này thì bạn sẽ không cần phải lo về nhiệt độ nữa nhá. Tha hồ mà xóa cái app JoyShare đi, tại vì có sò rồi mà. Lo gì nóng. Bạn sẽ phải hy sinh một chút, tại vì dung lượng pin của chiếc K40S sẽ chỉ là 4.500 mà thôi, trong khi em kia sẽ là hơn 5.000. Nhưng mà đó, bù lại bạn sẽ có màn hình đẹp hơn rất nhiều luôn. Chơi game ngoài cái việc là FPS cao ra ấy, thì màn hình cũng rất là quan trọng, tại vì nhìn nó phải đẹp, chơi nó mới sướng đúng không? Ở đây bạn ghi là bạn dùng lâu dài tầm 4 năm thì Snapdragon 870 rất là ổn định. Trong khi Dimensity 8100 ấy, hiện tại thì mạnh hơn Snapdragon 870 nhưng mà 4 năm nữa thì chưa chắc đâu nha. Cái này cần phải chờ thời gian trả lời. Hơn nữa với con chip Snapdragon 870 thì chiếc Redmi K40S sẽ có rất nhiều phiên bản ROM để bạn up sang. Ví dụ như ROM quốc tế này hay là ROM EU. Đó. Ngoài chơi game ra thì bạn dùng làm máy chính cũng rất là ok. Ok hơn so với cả chiếc Redmi Note 11T Pro. Chốt lại quả của bạn, trong trường hợp này thì mình khuyên bạn nên chọn chiếc Redmi K40S nha. Ok, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy giúp mình bằng cách like, share cũng như đăng ký kênh nhé. Link mua các máy mình nhắc tới trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất, mình sẽ để dưới phần mô tả cho nào quan tâm. Rồi xin chào, bye bye.